Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thân mến, hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở hội quán ngôi sao Mực Dường, số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là thứ tư ngày 10 tháng 4 2024. Bà con cô bác thân mến, vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 4 2024, Khương Dừa sẽ tổ chức đêm nhạc ngôi sao Mực Dường ở sân vận động Long An thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An á. Hy vọng là quý bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ ha. Dạ và giờ tới đó thì Khương Dừa sẽ có được 10 ngày để Khương Dừa giới thiệu chương trình đến quý bà con cô bác. Dạ và Khương Dừa không thể làm cái việc này một mình được. Dạ và Khương Dừa cũng có những thuê một ekip. Dạ. Ủa lộn, vợ con Tư. Đây là bé Thanh Kiều. Bé Lệ. Bé Mai, Mami, mà bé Nguyễn Thiên Ân. Bé Nhi và bé Trang. Dạ. Thì mấy anh em Khương Dừa đã chuẩn bị hồ sơ thủ tục xong hết rồi bà con bác. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ đi về dưới thành phố Tân An để mình sẽ treo băng rôn. Dạ, và mình sẽ đi phát loa truyền thông đến quý bà con cô bác. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ phát hành vé bà con bác. Dạ, ở đây là mình sẽ có hai loại vé. Dạ. Đây là cái vé mà có 1.000 vé thôi à, là ngồi ngay cái khu vực gần cái khán đài nhất các bạn bác. Vé này là có giá là 200.000 đồng, đó, 1.000 vé. Nhưng mà trong đó là cũng có gửi một ít vé cho địa phương rồi, cho nên là sẽ không còn đủ 1.000 vé, cho nên bà con bác tranh thủ mình đặt sớm ha. Còn đây là vé ở trên khán đài nha bạn bác. Dạ, vé này là Khương Dừa đang phát hành khoảng 5.000 vé. Dạ, mỗi vé này là 100.000 đồng đó. Vé này thì nó sẽ có hai phần nha bác, một phần là để kiểm soát vé, một phần là để quý bà con chú anh chị giữ lại để mình sẽ rút thăm trúng thưởng những cái phần quà rất là hấp dẫn của nhà tài trợ đó. Và hiện tại là cậu Tư đang ôm đây là 6.000 vé. Dạ, Khương Dừa cũng không biết là bán ra được bao nhiêu vé, nhưng thôi mình cứ in theo cái số ghế mà sân vận động đang có đó. Dạ, biết đâu may mắn được quý bà cô chú anh chị ủng hộ thì mình sẽ bán ra được hết số vé này, thì mình sẽ coi như là thành công đại thành công luôn. Mai mốt mình sẽ tiếp tục mình tổ chức cái đêm nhạc ngôi sao Mực Dường ở những cái địa điểm khác của tỉnh Long An. Còn lỡ như là mình bán ra được chừng không biết nhiêu nữa, nói chung được chừng Khương Dừa nghĩ chừng được chừng nữa đây là hơn nữa đây là cũng rất hạnh phúc rồi. Rồi còn bên đây là bé Lệ đang cầm một cái băng rôn này. Băng rôn dọc hay băng rôn ngang con? Dọc. Rồi dọc. Cho chú mượn cái băng rôn ngang. Giờ mình kéo cái băng rôn ngang ra thì mình sẽ giới thiệu được nghệ sĩ sẽ tham gia trong đêm nhạc ngôi sao Mực Dường vào 20 tháng 4 2024. Dạ căng đi. Dạ đây bà bác đây, không từ từ mình mở từ từ cho nó hấp dẫn nè. Đây là chỗ, đây là dòng chữ liên hệ đặt vé. Dạ xin lỗi bà con bác, hôm qua là ghi sai một số điện thoại. Dạ lúc nào cũng vậy đó, nó nhầm. Dạ đây bà con bác mình đặt vé thì mình gọi vô ba số điện thoại nha bà con bác, đây là 0703 670 và 607. Dạ còn ở đây số nếu mà gọi không được số này thì bà con bác gọi theo số 0703 670 428. Dạ nếu mà không gọi được số này nữa thì bà con bác gọi số 0703 670 488. Còn nếu mà gọi số này không được thì bà con bác gọi lại số này. Đó, thì cứ như vậy thì mình gọi chừng nào được thì thôi để mình đặt cái vé để mình xem ca nhạc. Dạ. Số tụi em nữa hả? Tụi em sẽ có những nhiệm vụ riêng đó. Rồi bà con bác thân mến, bà con bác nên đặt vé sớm. Dạ để mình sẽ có cái chỗ ngồi tốt nhất nha. Rồi còn nếu bà con bác mà không gọi số điện thoại mà bà con bác ở gần hai cái địa điểm này thì bà con bác đến mua trực tiếp cũng được tại sân vận động Long An. Dạ số 7 đường Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thì cái chỗ này thì một xíu nữa Khương Dừa sẽ set up và Khương Dừa sẽ nhờ em rể của Khương Dừa ngồi đây để bán vé. Dạ còn cái địa chỉ thứ hai là ở hội quán ngôi sao Mực Dường, số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó bà con bác mà tới hội quán uống nước hoặc là xem đêm nhạc ngôi sao Mực Dường có thể mua vé trực tiếp luôn cũng được. Dạ rồi giờ mình kéo ra từ từ ha. Ô từ từ đó, đầu tiên hấp dẫn quá. Dạ đầu tiên là danh hài Bảo Chung. Thì danh hài Bảo Chung hôm qua Khương Dừa đã giới thiệu rồi,
Đây đây ở dưới là bé bé Quỳnh Trang hả? Đó, ca sĩ Quỳnh Trang nha bọn bác. Rồi tiếp theo mở ra nữa con. Ô, hết hồn. Qua đây nè, qua đây nè. Đó, hết hồn nè, đó. Đây, phía sau. Đây tiếp theo là dạ danh ca Châu Thanh nha bọn bác. Đó. Rồi anh Châu Thanh hiện tại đang đi diễn ở nước ngoài rồi. Tiếp theo là ca sĩ Dương Hồng Loan. Dạ. Phía dưới đây là bé Lan Anh nè bọn bác. Hương Dừa cũng có giới thiệu đến quý bà con bác bé Lan Anh sẽ tham gia trong đêm nhạc ngôi sao Bích Dương. Và đây là ca sĩ Thùy Trang. Dạ. Ở dưới là bạn Huỳnh Thơ và MC dẫn chương trình. Dạ, mở nữa tiếp nữa, hấp dẫn ghê. Oh, Trang này Trang cũng dữ nha. Dạ, tiếp theo là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Đó. Dạ, dưới là nghệ sĩ Dũng Nhí nha bọn bác. Dạ, phía dưới nữa là Khương Dừa. Đó, Khương Dừa với lại của Huỳnh Thơ sẽ tạo thành một cái cặp dẫn chương trình ăn ý nhất trong đêm nhạc ngôi sao Miệt Vườn. Rồi đây. Đây, ôi thôi ơi, sao trẻ vậy? Trời ơi, trẻ nhìn trẻ hơn anh luôn á. Trẻ hơn anh hả? Thiệt chứ, mà anh với anh Minh Nhí nhìn cũng giống giống ta. Không, nhìn anh trẻ hơn anh vậy, sao cà dữ vậy ta? Đây, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí nha, bọn bác chúc mừng anh Minh Nhí dạ mới vừa đã được công nhận nghệ sĩ ưu tú. Dạ. Rồi tiếp theo ở dưới là ca sĩ Trường Sơn nha bọn bác. Ca sĩ Trường Sơn, giám đốc nhạc của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn qua ba mùa. Dạ, bên đây bạn Nguyễn Thắng, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn. Đây đó, đây giọng ca ngọt như mía lùi đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đó. Rất là vui khi mà anh cũng đồng ý tham gia đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn với Khương Dừa. Đây mà là đây là ca sĩ Châu Ngọc Tiên. À, con gái hết rồi hả? À, rồi, dạ tới đây nữa đưa mặt mấy đứa vô. Đó, rồi kéo ra. Dạ rồi đây bà con bác thân mến. Trời ơi vụ cả luôn. Dạ đây. Rồi Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ diễn ra vào 19 giờ 20 tháng 4 2024 tại sân vận động Long An, số 7 Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An nha bác. Đó, ở dưới tên là của ca nghệ sĩ tham gia chương trình. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây thì Khương Dừa sẽ đặt một cái quầy vé để quý bà cô chú anh chị tới đây để mua trực tiếp. Và bây giờ Khương Dừa sẽ treo cái băng rôn đây. Và ở đây có hai nhà tài trợ, và hai nhà tài trợ giải thưởng cho quý bà con bác, nha khoa Anna, chuyên gia răng sứ và implant. Dạ, và nhà tài trợ thứ hai đó là Kim Khiết Diamond. Dạ, hai cũng là hai đứa em đồng hành với Khương Dừa trong đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn á. Thì Khương Dừa sẽ có những cái phần quà và đang tính số lượng phần quà và giá trị phần quà để gửi tặng cho quý bà con cô bác trong đêm nhạc. Giờ mình đi ra đây đi tôi con. Tôi cứ. Đi. Đi ra đi luôn. Ủa, đi ra đây. Cầm Long An đúng không? Không, mình ra đây mình treo nè. Anh mình cái này mình cầm Long An vậy đúng không? Mình ra đây mình treo. Mình treo đây để cho bọn bác đi ngang đây để bọn bác biết thông tin nè. Vô đó, tôi vừa đang tập trung cao độ cho đêm nhạc ngày 20 tháng 4 2024 tại Long An. Dạ, tới đây được không? Được, qua đi không? Đó, nhưng mà cũng xin chia sẻ bà con bác một xíu là ngày 13 tháng 4 2024 vẫn có đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nha bà con bác, để thôi bà con bác tập trung vô cái đêm nhạc này xong rồi cuối cùng đêm nhạc 13 vắng que thì nó buồn ơi là buồn. Đêm nhạc ngày 13 tháng 4 thì vẫn có sự xuất hiện của nhiều anh chị em nghệ sĩ, và trong đó có nghệ sĩ Thanh Hằng nè, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan nè, nhóm hài Thanh Bắc, rồi ca sĩ Võ Lê My và một ca sĩ trẻ mà cũng đang rất được nhiều bạn trẻ ở miền Tây yêu mến. Và cùng với lại các bạn thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn. Và mời quý bà cô chú anh chị mình đến xem chương trình nha. Và quý bà cô chú anh chị đặt vé thì cũng gọi trên ba số điện thoại trên. Rồi, gọi cầm đi. Bây giờ Mai cầm Mai. Thì bây giờ mỗi chốt thì mình cử hai bạn lại. Rồi, ở đây là ở đây Mai với Kiều cầm lại. Ở đây Mai ở Mai với Trang hả? Dạ rồi. Mai Trang. Ủa, tiếng mấy giờ mới được hả? 8 tiếng cưng. Ngày làm việc 8 tiếng. Có được mà đi vệ sinh thì sao anh? Hả? Nếu mà đi vệ sinh thì sao? Không, sáng lát đi mua bô. Lát mua bô để đây.
Em nghĩ chắc cũng qua đó. Cây không hết đâu. Một khung không hết đâu chàng. Khung hết đâu. Ơi khung ngắn vậy. Khung đó hết đâu. Này ngắn hơn ạ. À? Khung kia hết đâu. Qua khung kia coi. Anh sợ không hết á. À? Không hết rồi. Vậy đỡ hơn. Thêm xíu hả? À? Xích mở luôn mày. Đó được á, được á. Nè nè, cho nó dư ra đây xíu đi. Nè nó dư nè mà đi một xíu. Đó. Đó, được không? Rồi buộc con đầu đi. Rồi chương trình cũng hoành tráng quá ha bà con bác. Dạ bữa giờ thì hầu như các anh chị ca nghệ sĩ mà tham gia đêm nhạc ở 20 tây tháng 4 đều đã tham gia các đêm nhạc ở hội quán ngôi sao miệt vườn rồi. Dạ như Khương vừa chia sẻ với bà cô chú anh chị là đây là những người anh chị mà em rất là thương quý Khương Dừa và hỗ trợ Khương Dừa hết mình đó và biểu diễn hết mình để phục vụ quý bà con cô bác, cho nên là đêm nhạc đầu tiên là Khương Dừa, dĩ nhiên là Khương Dừa sẽ mời các anh chị này để cho chương trình mình diễn ra được thành công. Có treo ngoài luôn mà. Hả? Có treo thêm một cái ngoài luôn. Chắc mình treo một cái nữa. Mấy luôn ha. Ừ. Đây lát rồi chích silicon dán luôn. Đó, hy vọng là đêm nhạc này sẽ thành công, được bà con cô bác yêu thương ủng hộ. Rồi mai mốt cứ nửa tháng thì mình sẽ treo một cái măng rôn mới. Này chắc làm tuần làm tháng làm tuần làm lần không nổi đâu ha. Tháng làm lớn một tỉnh. Không, anh nghĩ chứ tháng làm có thể hai lần được. nửa tháng làm lần nhưng mà mai mốt mình làm thì mình sẽ coi ngày thứ sáu hoặc thứ chủ nhật đó để mình tránh cái đêm nhạc của hội quán ngôi sao miệt vườn, tại vì ở đây bà con bác xem đã thành thói quen rồi mà giờ mình đảo lộn á là bà con bác không biết được, và tại vì đây là cái đêm nhạc đầu tiên mà tổ chức ở tỉnh, cho nên Khương Dừa đang muốn tập trung vô hết sức lực vô đây luôn. Cho nên là ngày 20 tháng 4, 2024 là mình không có tổ chức ở hội quán mà tổ chức ở dưới Long An nha bà con bác. Ngày nay thì mấy anh em xuống dưới cũng sẽ đi treo các băng rôn, rồi xong rồi cũng sẽ đi tuyên truyền, rồi Khương Dừa cũng sẽ đi các huyện của gần thành phố Tân An, Long An á. Dạ, để chia sẻ cái thông tin này đến quý bà con chú anh chị. Dạ. Không biết là bây giờ là có được bao nhiêu bà cô bác biết cái thông tin này rồi nữa. Hiện tại thì hôm qua sau khi mà Khương vừa chia sẻ thông tin lên thì là bà cô bác đã gọi điện đặt vé rồi. Dạ. Không biết nay qua nay bán được chừng chục vé, hai chục vé chưa nữa. Rồi, ở Khương vừa cũng sẽ giao nhiệm vụ cho cái đội truyền thông xinh đẹp này để đi truyền thông của đêm nhạc. Dạ, kèm theo là bán vé. Không, bây giờ phải khen xinh đẹp mới làm, còn không khen xinh đẹp cũng không chịu làm. Phải khen xinh đẹp với trẻ mới chịu làm. Xinh đẹp trẻ đây là kênh này là kênh cực kỳ lớn luôn. Dạ, My Mommy đó, 30 mấy ngàn sub. Kênh này thì cũng cực lớn luôn nè, 10 mấy ngàn sub. Còn đây là đang chưa làm kênh nha, mà đã có 10 mấy ngàn người chuẩn bị sub rồi đó. Chưa làm kênh. Chưa làm kênh luôn á. Đó, kênh này dữ nè. 200 mấy ngàn sub luôn. Đâu phải dễ dàng đâu, trong đó là 200 mấy ngàn sập mà chỉ có chừng 10 ngàn bà con bác xem mà. Đó, đây là kênh khóc hết tiếng lệ nè, đặt cái kênh đó dễ thương đó. Mai mốt là hai đứa nhỏ chứ chưa làm kênh chứ bà bác là đang chờ để đăng ký đó. Đó, kênh trang LTB 100 mấy chục ngàn đăng ký rồi, tính ra là chương trình mình được bảo trợ truyền thông rất là mạnh luôn. Còn nhiều kênh nữa. Dạ, còn nhiều kênh nữa nha mọi bác. Tôi là người miền Tây nữa, giao vé rồi giao thông tin rồi xuống dưới cho đi làm truyền thông. Còn kênh Thùy Kim Khiết thì kênh Dân Dân và Nhân Dân, kênh Dung Dân Dung Vẻ. À, và đặc biệt là kênh truyền thông của các anh chị em nghệ sĩ. Dạ, hiện tại thì là các anh chị em nghệ sĩ ai cũng có được cái kênh, rồi có kênh YouTube, rồi có Facebook đó, có TikTok á, rồi chia sẻ thông tin lên để cho nó được lan rộng.
Nói chung là đang Khương Dừa đang cố gắng làm sao để một chương trình làm sao mà tới bữa đó nó đông vui nhộn nhịp nhất. À, giá vé thì là 100 ngàn với lại 200 ngàn một á. À, giá vé là Khương Dừa nghĩ cái giá đó là chắc là cũng thấp nhất rồi đó. À, để có được một ít kinh phí để mình làm mình làm chương trình. Rồi bây giờ là ở hội quán ở sao miệt vườn xong rồi, dạ treo được một cái băng ron rồi. Rồi bây giờ thì mấy anh em Khương Dừa sẽ di chuyển xuống dưới thành phố Tân An để mình tiếp tục thực hiện cái công việc truyền thông nữa. Dạ rồi, hẹn bà con bác ở dưới thành phố Tân An nha. Sáng mới treo được có cái băng ron xong rồi tới hủ tiếu rồi chưa làm được gì luôn á. Sáng là cử cà phê rồi, cử cà phê sáng biết nhiêu rồi, 500 mấy. Giờ hủ tiếu nữa, còn đứa hủ tiếu xương, đứa hủ tiếu mực, rồi đứa hủ tiếu bò kho nữa, cái này chắc cũng phải chúng ta triệu bạc. Trời, chưa gì chừng. Tôi kêu đi sớm quá đâu có kịp ăn sáng, bây giờ phải ăn mới có sức cho anh. Tụi em ăn đi để mình có sức khỏe để mình làm việc ha. Dạ mấy anh em Khương Dừa đang ghé ăn sáng mà con bác. Dạ để chuẩn bị để đi xuống dưới Tân An để treo băng ron á. Dạ tụi em ăn đi được. Hả đâu ăn đi mà mình ăn đi, mình phải ăn để có mình phải ăn để mình có sức khỏe, có năng lượng để mình làm việc á. Vậy khi nào tụi em đói hay cứ nói anh nha, để thôi đói bụng làm không nổi á. Với lại có mình có khát, có thèm cà phê hay gì đó, mình có thèm trái cây gì báo nha. Dạ, em mời mọi người ăn sáng. Dạ, mời bà con cô bác ăn dùng buổi sáng với team tụi em một buổi sáng vui vẻ. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Đặt ra dạ một dạ sáng nay vui ghê luôn. Dạ. Dạ tôi team của tụi em đi ra làm nó vui vẻ, hòa đồng dễ thương lắm. Dạ. Nhờ có bà con cô bác cả. Nhờ bà con cô bác chứng kiến mới vui vậy. Nhờ bà con cô bác hết á. Ăn đi mai. Dạ. Hủ tiếu mực ngon ha. Dạ. Tụi em ăn hủ tiếu mực ai thêm mực không? Kêu thêm mực đi. Dạ, kêu thêm mực với thêm trứng nữa. Dạ, kêu rồi đủ rồi anh. Dạ, hả? Trời anh xui quá. À. Dạ. Ở đây có nước cam nè, mình uống nước cam cho có vitamin C rồi không? Dạ. 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 Hả? Dạ. Dạ. Okay. Nhờ bà con cô bác hết. Cà phê cái bọn trên xe thôi. Mình chưa bao giờ thấy vô bà con. Mình ăn đi rồi mình chạy xíu rồi nói chung làm phụ thôi à. Chứ không quan trọng đâu. Dạ. Chạy xíu cái mình có cà phê nào mát mát đẹp đẹp mình ghé mình uống cà phê. Dạ. Chưa đã ghé chỗ quán cà phê nào dẫm có dẫm tụi em nghỉ ngơi ha. Tụi nằm nghỉ ngơi rồi. Chiều tụi em muốn ăn cái gì? Chiều. Trưa đi, chiều lâu lắm. Trưa, mình phải tính buổi trưa. Ăn có món gì? Tụi em có vụ đế gò đen nữa mà. Món nó ngon lắm. Đế con gì? Gì hả? Chiều nữa chứ mày tối cũng ăn nữa không, để mà mấy đứa đói á. Tôi biết là có hỗ trợ gì được cho anh không mà anh hả? Không sao, không sao đâu, thôi làm vui vẻ thôi mà có gì đâu. Tụi em đừng áp lực ha anh ha. Tụi em đừng áp lực, không có gì đâu. Dạ. Vui vẻ thôi. Ừ. Làm này vui vẻ giống như mình làm ngôi sao một giường vui vẻ bạn bắt xem. Dạ. Đừng áp lực ha. Nhưng mà anh quay clip nhiều nha anh. Ừ. Chứ anh ngắt cái máy cái áp lực lắm. Dạ. Phải quay liên tục đó phải không? Dạ, quay liên tục đi. Đâu rồi, tụi mình mới đi được gì mới vui lắm à. Dạ. Đâu mà đâu khi nào mình ăn uống đông vui được gì đâu. Dạ. Đi làm vui vẻ lắm đâu bác. Ừ. Lực khi nào cho nó nhưng mà vui với bạn bác nha. Em đi làm không biết từ hai từ áp lực là gì. Vui ha, có nhiều nơi đi làm có nhiều đi đây làm áp lực quá ha. Dạ, đây môi trường hoạt động vui vẻ. Cái tâm lý đồ không những chế độ ưu đãi tốt, chế độ lắm. Cái tần số nó chuyển của anh với tụi em sắp xíu à. Có nhiều nơi thở ship người ta nói chuyện tần số cao là ô vào luôn á. Dạ. Nát luôn á. Tần số mà chửi nhiều quá. Cao lắm nhưng mà không phải bị chửi cao. Vui cười. Tần số nó rung mạnh. Nhi, bẵng kêu mấy ly trà đá uống đi.
đi làm mà vui vẻ lắm mà con cô bác. Sẵn quay clip mình kêu uống cái nước cam đó. Ừ. Chứ nước cam đi thôi đó. Dạ. Chứ nước cam rồi vô. Con rồi. 2 ly được mà. Được, được. Dạ cô ơi, sẵn đang quay á cô cho con xem. Tranh thủ, tranh thủ. Dạ, cho con mới về, mới về. Con mới ly nước cam đem về luôn chú. Dạ, dạ, tụi em mua nón đồ đội nha, để nắng á. Ờ, bao tay rồi nè, để đen tay rồi. Em chống nắng rồi nha. Ai uống nước cam kìa. Nè, bên ơi, bên. Chú đếm đi chứ tụi con không có dám mà hé. Anh con trai, anh con trai không sao. Mấy bạn nữ rồi nè. Người dữ. Ôi, cảm động quá. Ừ. Gia đình mà biết đi làm trong môi trường như thế này thì quá là yên tâm. Dạ. Không dám lên tiếng, không dám lên bài. Mấy cam anh? Anh uống thoải mái đi em. Anh không uống nước cam, anh uống trà đá được rồi. Thoải mái rồi. Uống cam một nước suối ạ. Có nước cam đâu má. Nước suối thiệt có. Vậy tôi ạ. Một trà đá, một nước suối, còn lại nước cam. Trà đá luôn chị. Cho anh ly nước, cho anh ly trà đá. Cho anh ly trà đá. Ba trà đá, ba nước cam. Em trà đá luôn nha. Dạ vậy thì trà đá đi ạ. Vậy là mấy trà đá. Cái gì vậy kêu nước cam đi mấy mẹ. Vô duyên quá. Nước cam hả? Nhiều lâu hả? Dạ. Nước cam không? Uống nhiều quá ngán á, bữa giờ anh cho uống nhiều quá ngán. Ừ, anh cho uống hoài mà. Thôi giờ đổi qua trà đá đỡ ngán. Hai cam còn lại trà đá hết. Dạ. Hai cam gì ai gan quá vậy? Mình uống hai ly rồi. Con thấy là uống ngon. Dạ. Hôm nay mình cảm giác làm cam nó sẽ rất là ngọt ngào. Uống nó sẽ rất là mát lạnh trong người, sảng khoái. Dạ. Chỗ này tụi em ăn thấy được không? Ngon đúng không? Được, ngon không? Ngon lắm. Thôi giờ mình tạm thời chào bà con bác ha. Ừ. Rồi xong cái mình về quay lý tiễn ha. Không không, tiếp không ly nha. Ăn không rồi, không chú quay rồi. Lâu mấy bọn em mới được gặp bà con cô bác trên kênh anh. Dạ, quay anh quay lâu lâu. Ăn xong đi anh. Thôi, ơi. Thôi được rồi, quay còn dài lắm. Còn dài. Dài lắm, còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Tại còn sợ ghé nhiều chỗ ăn uống lắm. Tại sợ nhắc cái máy cái... Tại nhớ bà con á. Dạ. Không tin. Mình quay liên tục đi anh, hành trình này mình phải làm giảm 2-4 tiếng. Tại muốn chia sẻ cái khoảnh khắc này với bà con cô bác. Dạ. Đâu quay gì tôi mệt lắm. Cảnh sát quý giá. Đâu quay gì tôi em quay quay gì tôi em mệt lắm, biết không? Mệt lắm. Đâu đâu mệt. Trong hôm nay tụi em năng lượng lắm. Dạ. Gặp bà con cô bác trong gặp nhau rồi tôi khó người xa đó. Gặp nhau trong giây phút này á. Là gì? Không nhờ bà con cô bác mình mới được chữa lành. Máy nào, máy nào, máy này hả? À, máy này chị ơi. Mà... vô luôn anh, vô luôn anh. Luôn, có. Dạ. Tim. Tim. Dạ, bà con cô bác thân mến, team của Khương Dừa đã tới sân vận động Long An thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An rồi. Mới vừa lay quay để chuẩn bị treo băng rôn thì gặp gia đình của chị. À, chạy xe hơi đi uống cà phê rồi biết không vừa tới là mấy chị ghé đây để giao lưu chụp hình. Giờ rồi giờ chuẩn bị bán vé luôn anh, chị ghé mua vé mở hàng luôn rồi bà bác. Ồ. Dạ. Ủa chị mua vé số hả? Không á, chị mua vé số, tưởng là chị mua vé coi ca nhạc. Hả? À, chị mua vé coi ca nhạc hả? Vé vô là chỗ quay đi, cầm vé quay. Chết là còn có 4 vé hả? Hả? Vô là bữa giờ chị nghe thông tin là tụi em về đây làm chương trình này hả? Ừ, đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Đẹp quá, tặng bé này. Tặng bé. Tụi em hả? Trời ơi. 4 vé hả? Rồi chịu trúng 2 tỷ sao? Lại có 4 người trúng hả? Họ chịu chúng mình chia cho mấy đứa. Đâu vé đâu, quay 20 vé. Dạ chị mua 20 vé hả? 20 vé cũng mà. 20 vé, 20 vé thường phải không? 20 vé đỏ. Họ có hai loại vé lận. Lấy vé đỏ. Hai vé 20 vé này nặng ạ. Này tới 200.000 vé, còn vé kia là 100.000 vé, chị lấy nào? 10 vé đỏ mình đi đặng cho tao ngồi hàng đầu. À đúng rồi. Còn 10 vé kia phải không? Tặng phải không? Bà con ở đó. Rồi. Ai buồn mày bắn đá không mà con bác. Mở hàng ví dụ như là mình cho người ta cái tinh thần người ta dạ, quý. Dạ đúng mà, rồi. Cầm 1-2 triệu mình cho người ta đó, nhiều khi ta lấy mà mình không có được, không ai lấy đâu. Em lấy chứ. Chị nói sao? Giá nhà Thảo rồi. Để em đưa đó cho chị Thảo phải không? Rồi, cảm ơn chị Thảo. Rồi
vé kia đâu, vé kia. Đây, bà con cô bác thân mến. Vé này 10 vé. Dạ, xin chia sẻ bà con bác là hiện tại là bà con bác cũng đang gọi điện để mua vé online. Đó, bữa hôm qua nay cũng mua cũng khá khá rồi, cũng rất là mừng. Còn vé mua trực tiếp bà chưa có bán được vé nào, bây giờ gặp gia đình của chị Thảo. Dạ, bán cho chị Thảo mở hàng luôn. Dạ, nếu mà đêm nhạc này mà thành công rực rỡ vang dội thì Khương Dừa sẽ ghé nhà của chị Thảo. Dạ, cảm ơn chị Thảo rất nhiều. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mà em nghe đâu nói là chị Thảo mỗi lần chị Thảo mở hàng đâu là đắt như tâm tôi phải không? Đúng rồi, mở hàng đó, đúng không? Đúng không? Trời ơi, may mắn quá. Mình nói thật lòng thiệt đó là vậy? Mở hàng đắt lắm. Dạ vậy? Dạ, cảm ơn chị Thảo đây. Đây, 10 giá VIP. Đây, đây là 10 vé thường. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ đây. Rồi. Đây đây. Chưa, chưa. Khương Dừa. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Là chưa. Người con có hiếu nữa. Dạ. Tại vì cộng đồng những người nghèo, thành ra mình nghe tên thôi là mình đã ủng hộ rồi. Dạ, cảm ơn chị. Chị Thảo về, chị Thảo nhớ chia sẻ thông tin này giúp em nha. 20 tây tháng 4 2024 tại sân vận động Long An. Ở đây là cái cổng Trương Định mà bác. Đúng rồi. Sân vận động Long An có nhiều cổng á anh. Cổng Trương Định. Mình cũng vô cổng này. Chị vô cổng này. Dạ, dạ bây giờ chị có vé rồi thì ai ghi thông tin cho chị để chừng nữa báo cho chị để coi như ưu tiên cho chị để sắp xếp chỗ cho chị chỗ xem cho nó tốt tốt. Đúng rồi. Chứ thôi giờ dạ, chị mua vé đầu tiên mà cuối cùng là chị tới trễ cái chị ngồi mụ khơi sao tội nghiệp chị. Ok. Đó, cái người khách hàng đầu tiên lúc nào cũng vậy là tinh thần. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Rồi chị Thảo. Dạ. Rồi bắt tay cái đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Thảo nhiều, vui quá. Bây giờ lấy giờ tới khâu không nhận tiền nè. Không nhận tiền. Rồi. Xúc động thiệt á. Hơn ghê ở đâu. Dạ 3 triệu, 3 triệu chị. Dạ cảm ơn chị Thảo nhiều. Rồi ơi, đã. Dạ lấy rồi. Dạ một tràng pháo tay. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Chị Thảo. Dạ mới vừa lay quay mà chưa có chuẩn bị gì hết trơn mà chưa có đặt cái quầy vé luôn nè, chị Thảo đã lại mở hàng rồi. Cảm ơn chị nhiều. Dạ dạ dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn anh chị. Là xin số của chị giùm anh đi để chừng nữa có mình làm chương trình xong cái mình ghé mình cảm ơn chị. Người mở hàng. Dạ. Cảm ơn chị. Chị lại ghé ha chị. Rồi rồi ngày nay mới ngày mai nữa. 4 này gần đây nè, lúc nào chị cũng ra tới. Dạ chị nha. Chị Thảo giới thiệu em nha, nếu mà về mà bà cô bác dạ có bà cô bác mua vé thì chị Thảo chỉ lại đem em nha. Sẽ có một cái quầy vé ở đây của em. Rồi xin số chị Thảo giùm anh. Rồi nè. Rồi bây giờ mình ra mình đặt cái stand đi. Dạ bà cô bác thân mến, ở đây thì Khương Dừa đang treo một cái băng ron dọc nha bà con bác. Dạ ở đây có đầy đủ thông tin thì chừng nữa mình sẽ đặt một cái quầy ở đây luôn. Dạ cái quầy ở đây thì do dưỡng ba của trà sữa mặt bị nhăn dữ vậy. Ở đây ở đây dưới cái dù màu vàng thì cứ chừng tưởng bị bệnh gan màu vàng mặt vàng đó. Thì chừng nữa dưỡng ba có trà sữa thì sáng đông thì đưa con cái đi học xong, đưa vợ đi làm xong thì dưỡng ba sẽ ngồi ở đây uống cà phê đó, ngồi cái quầy đây. Rồi xong rồi bà con bác tới đây thì mua vé trực tiếp cho Dượng Ba. Dạ rồi mình sẽ có hai loại vé nha ông bác. Một loại vé là gần sân khấu nhất là 200.000, còn một loại vé trên khán đài là 100.000. Dạ. Rồi có gì thì chia sẻ thông tin giùm bà con cô bác giúp anh nha. Dạ. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chị Thảo thông báo mấy sở bằng dạ. Dạ hả? Dạ. Chị Thảo làm để không mấy nhân viên đồ cho. Dạ dạ. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Cảm ơn chị Thảo. Thảo. Dạ dạ. Cảm ơn chị Thảo nhiều. Mua vé nữa đi. Dạ dạ. Rồi thôi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Trời ơi. Dạ. Gặp chị Thảo đi nha chị Thảo. Dạ cảm ơn nhiều. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá. Sao Dượng Ba áp lực không? Dạ. Thì đang để đây cho Dượng Ba mày bán 4.000 vé đó. Hả? Trời tụi em có 5.000 vé mà đưa cho Dượng Ba có 4.000. Đâu mày, nó bậy, em nó bậy vậy mình có tới 50.000 vé lận. À dạ. Để cho Dượng Ba là 4.000 vé thôi. Ít thôi ha. Dạ. Tới bán. Tụi em mà mỗi đứa bán cũng 4.000. Nhân viên mấy sở văn ngành bên công đoàn á, ta sẽ dạ. Mua sở tài nguyên, sở công thương. Dạ hả chị? Sở tài chánh rồi mấy sở rồi đó. Mấy sở luôn hả? Chị Thảo điện đi. Lấy số chị Thảo kìa, chị Thảo gọi lại mình đó. À. Hay quá. Cảm ơn chị Thảo nhiều.
Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chị Thảo. Hạnh phúc ghê chưa? Đó, vui chưa? Cảm ơn chị Thảo. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình treo ở bên ngoài đi. Ủa nón anh rồi. Lấy cái nó. Rồi đi đi ra ngoài treo. Tại mình anh ít về tỉnh với bà con đây ta ủng hộ. Dạ hả? À. Không có điều kiện đi lên trảnh sao. Ờ xa quá không có đi được ha. Rồi con bác thân mến, ở đây là một cái quán cà phê. Quán cà phê này là quán cà phê coffee quen. Đó thì là cũng một bà chị mới Khương Dừa mới vô, Khương Dừa thấy cái vị trí rất là lý tưởng luôn. Khương Dừa định hỏi chị là chị ra chị chào Khương Dừa rồi, bắt tay tay bắt mặt mừng, rất là vui, rất là hạnh phúc. Rồi Khương Dừa nói là xin cho Khương Dừa một cái góc để Khương Dừa đặt cái chỗ để cho mấy đứa em nó bán vé. Dạ chị ok liền. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Và hả? Chào con gái. Dạ. Dạ nhớ ghi chú lại để mời chị một vé để chị gia đình chị vô xem chương trình. Mình mời. Đó, ra quán cà phê nha bác. Rồi. Hả? Chụp đây. Còn con bún gỗ vậy? Dạ con muốn chuyện. Trời ơi. Ơi. Muốn chuyện. Hai đứa chơi muốn chuyện hả? Đúng vậy. Anh Khương đứng cảm ơn em. Cao mấy gì con gái? Dạ cao mấy 8. Trời ơi. Ê chị dưỡng xe cho vô luôn đi. Nhà con ai cũng cao vậy hả? Trời ơi, đủ uống chuyện kìa. Con tụi con là đủ uống chuyện của thành phố hay là của tỉnh? Dạ Long An. Của tỉnh Long An luôn hả? Trời ơi. Vô. Là tụi con đi đánh đánh giải quốc gia luôn hả? Dạ. Ôi. BTV Bình Điền này chú. Ở BTV Bình Điền hả? Dạ. Ôi. BTV Bình Điền chú ơi. Trời đủ BTV Bình Điền nổi tiếng lắm nghe. Trời con tên gì con gái? Dạ tên Thư. Thư con gái. Tuyền. Tuyền. Con tên Nguyên. Nguyên. Con Ngọc Anh. Ngọc Anh. À, rồi Thư là cao nhất rồi mới cao hả? Mai lại đây đứng ra phải Mai lại đứng đây chưa cho thấy cái đội người ta à, bà Mai cô đứng giữa chú đi đây chú làm chương trình chú làm chương trình văn nghệ 20 tháng 4 lớn lắm ở sân vận động tỉnh Long An nè. Ủa điện thoại tụi con đâu ở dạ thứ mấy vậy thứ bảy dạ con biết tụi con ra coi thứ bảy Ủa điện thoại tụi con đâu? Dạ, tụi con mới tập không có điện thoại. Không có điện thoại hả? Về. Đúng rồi. Vậy đây là bây giờ chụp đi rồi. Ủa giờ tao kiểu dữ vậy. Tao kiểu dữ. Đây tụi con bao nhiêu tuổi? Chắc cũng mười mấy mười mấy hả? Chưa được 18 hả? Dạ chưa. Rồi đang 18. Là 18 hả? Bước gạo. Là đang học phổ thông rồi chơi thêm năng khiếu. Dạ. Ồ bữa nào rồi khi nào tụi con đi đánh? Tháng 6 này. Tháng 6 đánh hả? Rồi sau để đi theo tụi con để xem được. Con đánh nó quản trị được chút. Ờ đánh quản trị luôn hả? Dạ. Trời ơi, như chị Mai thì sao tụi con? Ờ mình đánh banh đũa. Không có đỡ chứ. Như chị Mai thì chơi môn gì được tụi con? Dạ, trên 2 bóng cao. Lượm bóng luôn đúng không tụi con? Lượm bóng mà chú sợ chứ không kịp bóng để tụi con đánh á. Rồi tao qua cảm ơn tụi con nhiều nha. Chúc tụi con sức khỏe nhớ ra. Nhớ về nói gia đình nội ngoại hai bên nói là 20 tháng 4 là 7 giờ tối là chú Khương Dừa làm đêm nhạc nha. Không giờ nó không tập chú về. Ờ dạ. Tranh thủ. Cô vô đây nha. Bye bye. Cưng bye bye con. Trời ơi bà cao ghê. Trời ơi. Cái chân nhìn cái chân. Thì em mình sao không kêu mấy đứa nhỏ đi chơi băng gôn phụ. Đứng lên nó móc lên nó đứng nó máng lên khỏi phải bắt thang vậy. Đây. Rồi mình ra đây mình giới thiệu ha. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác mà mình ở thành phố Tân An thì Khương Dừa nghĩ chắc biết sân vận động Long An. Dạ nhưng mà mình sẽ không biết vô cửa nào ha. Ở đây là mọi người nói Khương Dừa là miễn giới thiệu cái nhà tròn này nè. Cái nhà tròn này là bà con cô bác sẽ biết. Và cái nhà tròn này là trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Dạ ở số 9 đường Trương Định, phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ ở phía đằng kia đó là dòng xây bùng binh giữa Võ Văn Tần với lại Trương Định. Đó. Ở bên kia số 39 thì bên đây là số 7 nha cô bác. Đây là cái cổng. Thì bà con bác mình hiện tại thì là bà con bác mình sẽ vô đây để mua vé trực tiếp. Dạ nếu bà con bác không có gọi được hotline thì mua vé trực tiếp. Rồi chừng nữa thì mình tới đêm nhạc á, thì bà con bác mình sẽ vô sớm xíu. Dạ Khương Dừa nghĩ là bà con bác nào đã mua vé rồi thì tầm 6 giờ mình tới cũng được. Nhưng mà tranh thủ tới sớm đi. Tại vì bữa đó Khương Dừa nghĩ là bà con bác sẽ tới đông cho nên là sắp xếp nó sẽ hơi vất vả một xíu. Mà bà con bác tới vào lúc
5 giờ chiều á, mình vô đây mình sẽ mua vé. Dạ. À, vé đây thì có hai loại vé, và mình sẽ mua loại vé ở loại vé 200.000 thì mình đi cái cổng ở dưới để mình ra sân luôn, đá banh luôn. Còn cái vé mà 100.000 thì mình sẽ đi lên trên khán đài đó. Rồi có gì nữa thì ở đây sẽ hướng dẫn cho một bác. Mình chạy vô trong luôn, mình đi xe máy xe hơi gì đó mình chạy vô trong luôn, và ở trong sẽ có cái bãi đậu xe rất là lớn cho bà con cô bác. Đó, giờ mình sẽ treo cái băng rôn đây. Nắng quá nắng. Ôi quen ha, quen dễ quá ha. Ủa cái này nãy phân công Mai leo mà. Mai leo. Mai leo bên mà Ngân leo bên mà. Hả? Ủa che cái kia luôn được không anh? Không được. Anh chịu giải luôn sao mình được. Cái kiểu nó vậy đó. Rồi hôm nay là Khương Dừa sẽ đi vòng vòng thành phố Tân An để Khương Dừa treo băng rôn. Hả? Bự hơn luôn hả? Cái kích thước tại vậy á. Kích thước. Không, kích thước vậy á. Kích thước để treo như vậy đó. Không có thấy mặt nghệ sĩ gì. Thì bà con bác thường thường á, là bà con bác chạy ngang đây cái người ta quẹo đây, người ta đứng nhìn, người ta mới đi không à. Đứng nhìn vậy đó. Chưa căng được. Chưa căng. Nắng quá nắng rồi. Còn đường này đường chạy hết đường này đường gì vậy ba? Để mình giới thiệu. Trương Định luôn hả? Cổng mới. Ở mặt sau là đường Hùng Vương, mà mắt sân vận động là đường Hùng Vương, đây là đường Trương Định, đây là cổng mới, đây là Bùng Binh. Đó, giới thiệu vậy không biết bà cô bác có nắm rõ cái địa chỉ của đường đi chưa nữa. Con nói nhà tròn là bà nhà tròn là biết hết hả? Bà Tân An biết hết luôn à? Nhưng mà các huyện lân cận biết không? Biết. Dạ thôi mình không biết thì bà bác lên cái định vị á, lên cái Google Map mình gõ là số 9 Trương Định là mình chạy ngay tới đây. Ở trên đây là đúng là số 7 Trương Định, nhưng mà Khương Dừa đang chưa hình dung được là hình như là nguyên cái khu này luôn là số 7, số ở trên mà kêu về thông tin ở trên giấy tờ là số 7 á, nhưng mà sau bên kia nó số 9 mà đây là số 7, cho nên mình chưa hình dung. Cho nên bà cô bác Khương Dừa nghĩ gõ rồi trung tâm văn hóa nghệ thuật là số 9 Trương Định, phường 2 thành phố Tân An là nó sẽ ra địa chỉ ở đây. Dạ rồi mình tới đây cái mình đã mua vé rồi thì là bên ban tổ chức sẽ ghi thông tin cho bà con bác. Còn nếu bà con bác chưa có mua vé thì mình vô đây mình mua trực tiếp, rồi mình trong đêm nhạc đó mình vô mình xem luôn. Chụp hình đi tụi em. Vô chụp hình nè mọi người. Quân chụp hình Quân. À, anh Quân là bà bên sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh. Dạ, là cái người anh mà bữa giờ hỗ trợ Khương Dừa nhiệt tình đó mà bác, lo mọi thủ tục cho Khương Dừa để làm sao có một cái chương trình biểu diễn thật là đặc sắc thú vị cho bà con bác ở Long An. Dạ. chụp tấm hình ha. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vô luôn Ngân, nhà Dương Ba chụp cho. Chụp nhiều lên để mình về mình đăng lên. Được chưa? Nhanh gọn hả? Đẹp chưa? Xúc động chưa tụi em? Thấy xúc động chưa? Một cái tấm băng rôn đầu tiên đã được treo ở sân vận động tỉnh Long An. Đó. Một cái cột mốc đầu tiên đánh dấu một cái coi như là một cái thêm một không biết kêu bằng cái gì nữa, xúc động quá không biết nói gì nữa. Giống là trong cái nghề mình á. Rồi, trong cái nghề mình giống như mình sự nghiệp giống như mình có live show kiểu vậy. Giống kiểu mình ví dụ mình học mầm non xong mình lên cấp 1 á, lên cấp 2, cấp 3 đó, bây giờ mình đang ở lưu diễn á. Cái này giống như là bữa giờ là mình đang đi học rồi giờ mình được ra nghề đó, mình được đi bắt đầu mình làm những cái chương trình mà thật sự lớn vậy. Cảm ơn cụ thể là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Long An rất là nhiều, cũng như là các anh chị ở địa phương
đã hỗ trợ cho team của Phương Dừa. Dạ, để Phương Dừa cùng với lại các anh chị em nghệ sĩ có điều kiện về đây để hát, để phục vụ cho bà con cô bác. Dạ, và bây giờ thì là hôm nay là trời băng rôn rồi, nhưng mà từ đây tới đó cũng sẽ chơi chuẩn bị rất là nhiều khâu của bà bác, lo sân khấu rồi âm thanh ánh sáng được nhiều lắm. Dạ, chứ không phải đơn giản vậy. Và hy vọng là từ đây tới đó là hy vọng là ngày 20 tháng 4 là trời sẽ đẹp và mát mẻ. Dạ, để bà con bắt vô. Ở trong đây là xe vô đây luôn hả anh Quân? Dạ đúng rồi, xe vô cổng này luôn. Dạ, chạy thẳng vô trong đó là ở đó mình làm cái bãi dưới xe ở trong. Nhưng mà xe hơi, xe 16 chỗ rồi sao? Xe ô tô thì nó có một cái bãi dưới xe bên góc bên tay phải. Là đủ hết luôn hả? Là bên tay trái. Đủ sức chứa luôn. Đủ sức chứa. Dạ. Xin chào. Xin chào. Mà ông bác đi xe máy cũng được, gần gần đi xe máy, đi bộ tới cũng được, hoặc đi xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 50 chỗ, chắc Hương Dừa nghĩ chắc cũng có đủ chỗ xe đậu. Cho nên mình tới đây cái mình vô mình xem chương trình nha. Cái cổng này là đối diện với lại trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Dạ. Đối diện qua cổng của trung tâm. Dạ. Mình nói là người ta sẽ biết hết. Dạ. Dạ rồi, nếu mà chương trình ngày 20 tây tháng 4 mà được bà con bác yêu thương ủng hộ thì là sắp tới là bên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cũng sẽ hỗ trợ cho team của Phương Dừa để tiếp tục làm thêm những cái đêm nhạc như vậy ở ví dụ như là ở Bến Lức hoặc là ở Đức Hòa hoặc là ở Vĩnh Tường, Kiến Tường. Dạ. Chắc ở dưới Long An hồi trước giờ chắc cũng có nhiều chương trình lớn về biểu diễn hả? Có nhiều cái sự kiện để làm phục vụ cho nhiệm vụ chính trị thì dạ. Chứ còn biểu diễn sân vận động thì chắc là không rồi, lâu lắm rồi chưa có. Lâu lắm hả? Dạ, dạ đây là sự kiện để chào mừng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch của tỉnh vào tháng 11 nha bà con quán. Dạ. Em chia sẻ với lại các anh chị em nghệ sĩ cũng vậy nữa, người ta cũng rất là mừng. Cái đó là vừa để phục vụ bà con mà vừa giống như là lâu lắm rồi họ cũng mấy anh chị cũng kiểu biểu diễn vậy nè. Dạ, tại thầy thường thường mấy anh chị nói là bây giờ thường thường là biểu diễn ở các hội chợ thương mại nhiều. Hội chợ thương mại thì bà cũng bắt đến xem miễn phí, nhưng mà có người nó cũng động, nó không dạ, tập trung, nó không tập trung. Với thứ hai nữa là ở các hội chợ thương mại đó thì là một đêm chỉ có một ngôi sao hoặc là hai ngôi sao là cùng. Rồi ở trong cái đêm nhạc này thì là như anh thấy thì cũng có nhiều anh chị mà cũng được nhiều bà con bác yêu mến. Trước tiên thì mình sẽ làm một cái đêm nhạc dành cho dòng nhạc quê hương, dạ cải lương. Dạ còn sau này thì các bạn trẻ ở Long An mà thích những chương trình như vậy mà cần những bạn những ca nghệ sĩ trẻ thì mình sẽ tổ chức song song. Nói chung mình sẽ phục vụ cho các bạn luôn. Dạ. Nhưng mà trước tiên đây là cái thế mạnh của Phương Dừa, cho nên là Phương Dừa chọn để Phương Dừa tổ chức trước. Quá nắng rồi. Chụp hình chưa? Mỗi bạn một tấm hình đi rồi để làm truyền thông được coi. Rồi. Vô. Rồi đợi đỏ nón gì luôn hả? Xích ra đây nè. Xích ra đây nè. Chụp hất lên là thấy nè. Thấy giờ thấy hết chưa? Thấy rồi. Okay. Vô chụp. Vô luôn mấy ngân, vô luôn. Phương Dừa không biết là đặt cái quầy vé đây, không biết bà con cô bác có đến mua vé không hay là mua vé online không nữa. Dạ. Dạ rồi. Bà con bác tranh thủ mua vé trước á. Dạ trời. Dạ vô. Anh phải làm cái này đi để bà con tới mua vé, bà con không chụp hình luôn hả? Đứng đi, không đứng á. Mình đứng thì mình phải chụp không đứng, còn khi nào mình nằm mình chụp không ngang. Hả? Đó phải có không đứng. Đó. Đâu có không? Rồi, hai, ba. Thấy hết không? Ok. Mình rồi. Ngửa má ra nha, ngửa ra. Nóng quá không? Ngửa ra. Tôi thấy Dưỡng Ba nó áp lực quá không biết nữa. Nó chứ bán được nhiêu vé à bán? Ai nó bán bung, nó 4.000 vé nó ngồi nó ra đầu, nó đứng nó đầu. Ủa máy này chứ. Rồi ok.
Rồi thôi mấy anh em mình tập hợp lại để cảm ơn tất cả quý bà con cô bác nha. Dạ hôm nay là mà giữa cái nắng đổ lửa như vậy, khoảng chắc 37-38 độ vậy đó, thì mấy anh em Khương Dừa phải đi lang thang ngoài đường để treo các băng rôn để giới thiệu chương trình đêm nhạc. Dạ hy vọng là bà con cô bác có biết được thông tin này chia sẻ giúp Khương Dừa nha. Dạ bên kia đường thì hai anh trai cũng đang đang treo một cái băng rôn. Dạ tại giờ Khương Dừa với lại mấy bạn đang bận chụp hình với quay clip để truyền thông á, chứ hồi là mấy anh em Khương Dừa sẽ làm công việc đó đó. Dạ dạ, dạ mấy hai anh đó là chỉ diễn thôi à. Dạ đúng vậy, hai anh chỉ diễn là thấy mình quay clip, hai anh chỉ diễn à, lát là Kiều với Mai sẽ làm. Dạ dạ sẽ treo lát Mai sẽ treo trên cây này nè, đọt cây luôn. Treo lên cây này hả, treo đèn nè, treo đèn nè đó, bà con bác thấy là đó, mai chừng nữa Mai sẽ leo lên đó Mai treo đó. Rồi còn nhiều địa điểm nữa. Dạ rồi thôi cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha. Kính chúc quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ qua bà con bác nhớ còn đêm nhạc 13 tây tháng 4 ở hội quán ngôi sao Mỹ Dương nữa, rồi hãy mới đến đêm nhạc của 20 tây tháng 4 nha. Cảm ơn nhiều, xin hẹn gặp lại, bye bye.